anh chị và các bạn. Hôm nay Dung đi làm về sớm á, Dung tính Dung đón cái món gì đó lạ lạ cho nó đổi miệng hàng ngày á. Tại mỗi ngày nếu mình ăn cơm hồi vậy. Hôm nay Dung xào cái gói mì này này các bạn. Gói mì này là khô, Dung trộn lại cho nó mềm chút xíu rồi Dung xào. Dung xào chung với rau giá này, bắp cải, cà rốt, đậu hũ với hẹ. Hẹ ở nhà Dung mà Dung cắt Dung vô này các bạn, quá trời hẹ luôn, thơm ngon lắm. Giờ bên này là cái nồi nước nó sôi rồi á, là Dung bỏ mì vào à, bỏ vào các bạn. Thì Dung bỏ vô chút xíu muối cho cái sợi mì cho nó mặn mặn, nó thấm cho nó ngon các bạn. Rồi bỏ vô xíu dầu nữa đấy các bạn, bỏ xíu dầu lúc mình vớt ra dầu mì cho nó khỏi đóng cục lại. Dung trộn cỡ 2 phút các bạn. Mì này 2 phút là nó mềm mại ngon lắm. Xong 2 phút đó rồi Dung đổ ra này các bạn. Đó. Quá thật ngon luôn. Giờ mì nó đang đắng á, Dung chớ vô xíu dầu mè cho nó thơm á các bạn. Thơm mà mình xào lên á, nó bóng bởi cọng mì mà nó không có dính lại với nhau nữa, thơm ngon quá luôn. Ù dạ, bây giờ bay mùi thơm vào mì thơm quá luôn. Hẹ Dung cắt khúc khúc ra các bạn. Mình xào chung với mì với hẹ thơm ngon lắm. Như nó gần giống mì xào chay rồi đó, là món mì xào Bình Định của quê em đó các bạn. Rồi trước khi xào Dung làm nước sốt đó các bạn. Dung làm nước sốt trước khi Dung xào. Dung dùng dầu hào khoảng cỡ 2 muỗng đó. Dung đổ chừng cỡ 2 muỗng thôi. Dạ yeah. Rồi xì dầu lá bồ đề thơm ngon lắm các bạn, nó không có mặn. Cùng 2 muỗng xì dầu luôn các bạn. 2 muỗng xì dầu. 1 muỗng súp gà các bạn. 1 muỗng đường. Rồi cái hỗn hợp này Dung trộn đều lên. Còn đều lên lúc mình xào á, mình chớ vô á nó đều lắm, ngon lắm các bạn. Rồi dầu đắm rồi này các bạn ơi, Dung bỏ tỏi vào, bỏ tỏi vào mình phi lên á, nó dậy bay cái mùi tỏi nó thơm đó, và nó vàng tỏi á, à, tỏi nó vàng thơm quá rồi này các bạn ơi. Giờ Dung bỏ vào Dung xào với rau trước đó các bạn. Xào rau mình xào sơ sơ thôi các bạn ơi, xào sơ sơ thôi rồi mới trộn. Rồi bỏ vào 2 muỗng nè, 2-3 muỗng mà đổ chừng vậy đó. Đó, trộn sơ đều vậy đó. Wow, thơm ngon lắm. Rồi mình bỏ đậu hũ vào các bạn. Là nhà Dung xào mì vậy các bạn. Dung cũng bỏ tỏi vô, Dung khử tỏi cho nó thơm đó các bạn. Tỏi nó vàng thơm rồi á, là bắt đầu Dung bỏ mì vào Dung xào. À, tỏi vàng rồi á, giờ Dung bỏ mì vào này các bạn. Bỏ mì vào. Mình trộn đều lên. Trộn đều lên cho nó thơm cái tỏi trước hả. Thôi mấy tỏi trước xong rồi là Dung chớ cái nước sốt hồi nãy Dung pha vô đó các bạn. Vậy là bao nhiêu là Dung chớ vô hết. Nước xì dầu chay nó không có mặn đâu các bạn. Ô dạ, thơm ngon quá. Ngon người hết.
không? Dạ, bóng bẫy sợ mì. Wow, đều hết rồi nè các bạn ơi, đều hết rồi. Giờ Dung bỏ vô vô wow, mờ ngon quá. Hẹ là Dung bỏ sơ cùng các bạn, tại hẹ mình ăn sống cũng được mà, hẹ bỏ sơ cùng nó thơm ngon lắm. Rồi Dung trộn đều rồi á, là Dung bỏ hẹ vô các bạn, hẹ là Dung bỏ sơ cùng. Wow, thơm ngon quá. Hẹ mình ăn sống cũng được mà, thơm ngon. Rồi bỏ chút xíu tiêu nữa các bạn ơi, rưới lên chút xíu tiêu nữa. Đó, một gói mì mà mình làm một chảo luôn này các bạn ơi, mấy dĩa luôn quá ta, nhiều lắm này. Ngon quá. Giờ Dung rưới vô chút xíu tiêu cho nó thơm mà các bạn. Dầu mè nó thơm rồi vậy mà Dung muốn cho nó thơm ngon hơn nữa. Mình nấu ăn mà các bạn, mình phải ham ham chút xíu cho nó thơm cho nó ngon nhé. Ui da, hấp dẫn ngon quá. Bây giờ là món mì xào đã xong rồi này các bạn, nhưng mà còn thiếu một chút xíu là Dung thích bỏ đậu phộng lên nữa các bạn ơi. À, Bình Định quê em á, ăn cái gì á cũng thích đậu phộng lắm các bạn ơi. Ăn thì mình ăn đúng cái mì rồi, đúng cái hột đậu phộng á, nó thơm thơm, nó ngon lắm các bạn. À, quá trời ngon luôn. Rồi có chén xì dầu nữa đấy các bạn, kèm chén xì dầu với ớt. Rồi không thể nào thiếu được bánh tráng mè. Bây giờ là Dung mời nha, Dung mời cô chú anh chị và các bạn thử ăn cùng với Dung nha. Chị Dung ăn thử thử ngon nha, ăn không nước thử. Ngon quá, ngon vừa ăn luôn á. Chắc cái này mình khỏi chấm xì dầu á, rồi mình có thể mình chấm bánh tráng. Giờ Dung thử miếng bánh răng mè á, thử miếng răng mè á, mình bỏ bún, đậu hũ, giá rồi bỏ lên nhà này các bạn. Đó, vô, ngon quá luôn nè. Ngon, đậu hũ nó hơi lạc chút xíu, mình chấm chút xíu nước tương. Ngon. Ngon. Lâu lâu á mình đổi món á, mình xào cái món mì này ăn nó lạ miệng mà ngon lắm cô chú anh chị và các bạn. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung, và nhớ thương mến Dung và ủng hộ Dung bằng cách là bấm đăng ký, subscribe, like và share. Tính yêu. Bye bye.